cái file nghe các bạn. Cái này in thêm cái này. Rồi nói chung là Trúc Vân để thì ngày mai để thầy đưa luôn. Mốt nha. Rồi, tiếp bài tập này ha. Nói chung thì cái phần viết tiểu luận của các bạn là nó xoay quanh những cái hôm trước mình học rồi. Thì hôm nay nó cũng tương đương như vậy ha. Là thì học cũng biết rồi đúng không? À, hiện tại hoàn thành, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn, thậm chí là hoàn thành tiếp diễn mới học xong. Mệnh đề quan hệ rất là nhiều ha. Rồi sắp tới chắc là tuần sau mình của ngày mai hoặc tuần sau là mình sẽ học tới ngữ pháp của câu điều kiện. Đây là cái câu chuyên dành cho văn viết. Khi mà đặt ra một cái điều kiện gì đó, nếu vậy đó thì như thế nào, ra sao gì đó. À. Nói chung thì đây là những ngữ pháp mà có xài lại tới lui rất là nhiều. Vì vậy là các bạn học ngữ pháp này là tới cái đợt bài viết là thấy là y chang à. À. Đó, là thầy sẽ nhắc lại ngữ pháp, thậm chí là tới bữa đó là ôn lại tiếp ngữ pháp này nhưng mà là bài tập khác ha. Bài tập khác của phần ngữ pháp này cũng đủ 4 kỹ năng và thầy lấy là cái bài trong tuần có xài ngữ pháp đó bắt các bạn viết câu lại nữa. Thì nói chung là trong tuần mình học về câu bài viết đó là có ngữ pháp gì thì đương nhiên là cuối tuần mình sẽ xoáy sâu về ngữ pháp đó và mình phải viết lại câu đó nữa ha. Nó học học rất là kỹ về vấn đề ngữ pháp này. Rồi bây giờ thì thật ra là cái ngữ pháp này là các bạn hôm hôm trước là có làm qua rồi ha. Rồi bây giờ thì các bạn làm thử cái bài này tiếp tục ha. Ở đây thì nó sẽ kêu á mình là nó kêu gạch dưới cái mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ là mệnh đề quan hệ đó, để bổ nghĩa cho một danh từ đó ha. Nó kêu mình gạch dưới mệnh đề tính từ và ghi một cái dấu mũi tên vô cái từ mà nó sẽ bổ nghĩa. Ý nó nói á là cái à, nó kêu mình phân biệt mình đề tính từ. Building. À thôi, cái này nó dễ quá. Đợi xíu nha. School letter. Sao bài này nó dễ vậy ta? Nhưng mà cái này thì đương nhiên là nên mình viết thôi. Ở đây thì lựa bài khác đi. Rồi đúng rồi, cái này là bắt đầu viết mệnh đề quan hệ nè. Tập viết câu kết hợp mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính nè. Rồi cái này thì các bạn sẽ 1 đến 7 luôn ha. Thì các bạn sẽ ghi ra tin nhắn luôn để thầy kiểm nha các bạn. Chuyển nó thành một câu có mệnh đề quan hệ từ cái câu đã cho sẵn. À, nó ví dụ nè ha. Là nó có ghi rằng là cuốn sách này rất là tốt và tôi đã đọc nó. Vậy thì có nghĩa là cuốn sách cái mà tôi đọc thì nó rất là tốt. Thì cái chỗ này mệnh đề quan hệ là that I read. Nó lấy từ cái vế sau ha. Tại vì các bạn coi rõ ràng ở đây cái này bài tập này nó giống như bài tập trước đó có làm vậy đó. Cuốn sách rất tốt và tôi đã đọc nó. Vậy thì nó ở đây là cái cuốn sách đúng không? Vậy thì lúc mà mình chuyển thành mệnh đề quan hệ là cái vế này mình chuyển thành mệnh đề quan hệ này thì nó sẽ là cuốn sách cái mà tôi đọc à, tôi đọc nó là cái mà tôi đọc đó hôm trước mình đã quan hệ mới học đó à, là đây nè đại từ quan hệ that sẽ bổ nghĩa cho cuốn sách ha, that hoặc là which. Rồi cái mà tôi đọc, rồi tiếp theo thì sẽ là động từ chính bình thường. Thì các bạn sẽ áp dụng cách này làm thử câu làm tiếp câu số 2, 3, 4 thử ha. Nhưng mà giờ thầy sẽ dịch qua một lần rồi các bạn làm thử luôn ha, tập viết câu lại chuyển nó thành mệnh đề quan hệ, hình như là chủ yếu là của vế sau ha các bạn. Rồi vế sau này là mệnh đề quan hệ nè. Câu 2 thử nè. Cái phim rất là buồn tôi đã xem nó, vậy thì có phải là cái phim mà tôi đã xem rất là buồn, ví dụ như vậy. Con voi là các động vật chúng có thể sống rất là lâu, vậy là con voi là động vật những con mà gì đó. Tại sở thú thì có hai cái cá thể voi là 50 tuổi và chúng tôi đã chụp hình nó.
Vậy thì có nghĩa là tại sở thú thì có hai cá thể voi 50 tuổi, những con mà chúng tôi sau đó. À. Câu số 5 thì đọc luôn lần đi các bạn làm ha. Sarah là người, là một người. Rồi cô ta đã làm nhiều thứ cùng lúc. Vậy thì có nghĩa là Sarah là người, cái người mà như thế nào? À, các bạn thử ha. Bill là người bạn có thể tin à nãy. Vậy thì Bill là người mà bạn sao? Gì đó. Cái bức tranh thì rất là có giá trị và những cái tên cướp đã ăn trộm nó, à, tên trộm đã lấy cắp nó. Vậy thì có nghĩa là bức tranh này, cái mà sao đó thì rất giá trị. Đâu, các bạn làm thử đi ha. Làm đi rồi thầy sửa, có đáp án đầy đủ đó. Rồi ghi đi ha. Cứ ghi đi, tại trong tuần các bạn khá từ trung bình cho nên là có làm bài kiểm tra rồi cho nên nhiều khi nắm rồi. Hôm nay vắng. Rồi các bạn, chưa cứng thì cứ ghi ha. Rồi làm đi các bạn. Làm sẵn đi nhé. Tiếp tục phần ngữ pháp.
dinosaur was very sad. Đúng rồi. Elephants are animals that can live a long time. Đúng rồi. There are 250 euros elephants we can which we photograph. And Sarah is a person. Nhớ như đúng chính tả, a person who does many things. Tiếp ha. Còn dưới đó kéo cái gì kéo xuống. Cứ ghi đi các bạn, chuẩn bị tiếp nha. 7 câu lận nha. Bill is a person who you can trust. The painting with the diff story. Đúng rồi, chính xác rồi đó. The movie that I saw was very sad. Elephants are an animal that can live a long life. At the zoo, they are 250. Đúng rồi. Is Sarah the person who does many things at the same time? Okay. Bill is the person you can trust. In the painting, the dips story was valuable. Đúng rồi đó. Nhẹ nhàng ha, ngữ pháp thì quá nhẹ nhàng. Rồi tiếp ha các bạn, tiếp bài tập này nhé.
Rồi, cái này thì nó hơi nhiều, thôi mình làm này đi. Rồi các bạn làm bài tập tiếp cái phần này ha. Ở đây bài tập 7 thì nó sẽ kêu mình ghi cái đại từ quan hệ theo lý thuyết là có mấy đại từ quan hệ có thể xài ha. Thầy ví dụ câu 1 trước đi. Mr. Green là người, cái người mà tôi nói về, như là nó là dạng object đúng không? Học ngữ pháp rồi, vậy thì ở đây mình có thể xài who, whom hoặc that. Nhớ cái đó ha, cái ngữ pháp có học rồi đó. Who cũng được, who I was talking about, hoặc là whom I was talking about, and that I was talking about. Thì ví dụ như vậy ha. Rồi, nhưng mà ở đây thì cô ta là người phụ nữ, cái gì đó là người ha, mà ngồi kế tôi. Vậy thì đây là đại từ. Vậy thì cái mà đại quan hệ này là chủ động đúng không? Cô ấy là người phụ nữ, cái người mà ngồi kế tôi. Vậy thì mà đại quan hệ này là chủ động, vậy thì đại từ quan hệ sẽ là từ gì nha. Nhớ, các bạn phải chú ý cái này. Lý thuyết con học rồi. Đó. Không sao thì các bạn nhớ được nhiều cứ ghi nhiều cũng được. Rồi cái nón mà Tom đội thì rất là đặc biệt ha. Vậy thì có bao nhiêu đại từ quan hệ nói cho vật. Hả? Có thể sử dụng được, các bạn cứ ghi ha. Đây, nón mà Tom đội thì nó rất đặc biệt. Vậy thì có bao nhiêu đại từ quan hệ có thể xài được ha, các bạn cứ thử. Rồi cứ cứ làm cho tới câu số 8 thì thực hiện tiếp. Ở đây nó hơi hơi nhiều cho nên là thầy khuyên các bạn tải cái file á. Chắc để thầy bật thêm, nhưng mà tốt nhất là các bạn tải cái file coi, kéo làm từ từ thử ha. Rồi làm đi các bạn.
Mrs. Green is the man that who Right, okay, I was talking about him. Is it a woman who has a dad sits next to me? Chính xác rồi nè. The hat that which hoặc là bỏ cũng được. Tom is wearing is unusual. Which Rồi ok, thầy đọc luôn ha. Thầy đọc thì bắt đầu mình làm tiếp nữa nè. Đọc đi, các bạn sẽ kiểm lại luôn ha. Rồi thầy đọc lại ở đây. Mrs. Green, Mr. Green. Ông Green là người đàn ông, người mà tôi nói chuyện, vậy thì nó là tục từ đúng không? À, vậy thì nó sẽ là which, sorry, who, whom, that hoặc là bỏ cũng được. À, who, whom, that hoặc là bỏ ha. Bỏ cũng được. She's the woman. Đây là người phụ nữ mà ngồi kế tôi, vậy thì cái túc từ lúc này nó đóng vai trò là chủ từ ha. À, cái đại từ quan hệ lúc này nó đóng vai trò là chủ từ ha. Cho nên là chỉ xài who hoặc là that thôi, không có whom ha các bạn. Và cũng không được bỏ đi luôn. Rồi, tiếp. The hat, cái nón mà Tom đội thì rất là đặc biệt. Vậy thì Tom đội cái nón này đúng không? Vậy thì cái đại từ quan hệ đại diện là cho cái nón, nó là một túc từ. Vậy thì sẽ là which hoặc là that hoặc bỏ đi hoặc là không cần á. Đại từ quan hệ đóng vai trò là túc từ thì thường là object đó các bạn, thì thường là có thể bỏ đi ha. Rồi câu số 4 là hunger and poverty. Rồi, hunger và poverty, đúng không? Các bạn làm đúng không? Các bạn được xíu. Rồi thì đọc tiếp ha. Cái này thì chỉ có with thôi nghe các bạn, đúng rồi. Cái vấn đề đói, đói nghèo hoặc là hunger and poverty là vấn đề toàn thế giới mà đối với nó giải pháp phải cần thực được thực hiện. Ở đây thì cái chữ to ở đây thật là how to á, là giải pháp đối với cái việc này, đối với vấn đề này. Vậy thì ở đây là chỉ có chữ which ha các bạn. À, which ở đây đại diện lại cho problems. Thực ra cái chữ to này là nó đi chung với found, và ở đây là xài theo kiểu là giới từ. À, giới từ nó đứng trước để nhấn mạnh ha, cái này mình học rồi. Đây là giới từ đứng trước để nó nhấn mạnh ha. Vậy thì cái ở đây sẽ là chỉ có chữ which thôi nha các bạn, chữ which thôi. À, nó đại diện cho problems, nhớ nghe các bạn. Bởi vì còn cái chữ to ở đây là found to á, là tìm giải pháp được tìm ra cho cái vấn đề này đó các bạn. Nghĩa là ở đây dịch là những giải pháp phải được tìm ra cho vấn đề này. To đây là to cái vấn đề nghe các bạn, bởi vì nó để cái giới từ đứng trước để nhấn mạnh, cho nên là ở đây mình chỉ xài chữ which thôi nha các bạn. Còn nếu nó là chữ that thì không có được để
để cái giới từ đằng trước, không có to that nha bạn, chỉ có to, which. Cái này kiểu nhấn mạnh á, các bạn có thể coi là lý thuyết cũ nha. À, vậy thì có thể nhắc lại cái chữ to này là đi chung với for, là for to á, là giải pháp cần phải được tìm cho vấn đề này. Vậy thì ở đây chỉ có chữ which ha. Which ở đây đang nói problem. That nó sẽ đúng khi mà to không có nằm kế, hay to nó phải đứng là sao? Đứng sau, nó đứng sau động từ thôi. À. Đó là lâu đưa câu vô cho các bạn nhấn mạnh, hay cho các bạn làm thử. Tôi thích nói chuyện với cái người đàn ông, người mà tôi ngồi kế bên trên. Bye bye. Vậy thì cái này dễ ha. Tôi ngồi kế bên người đàn ông đúng không? Vậy thì người, cái đại từ quan hệ mà đại diện cho người đàn ông ở đây nó là túc từ ha, vậy là who, whom hoặc là that. Cái người mà sợ bay đó, à, sợ bay, sợ đi máy bay thì tránh cái việc đi bằng máy bay. Vậy thì người mà sợ bay, vậy thì sợ bay vẫn vẫn là chủ động đúng không? Người này sợ bay, vậy thì sẽ là who ha, who fear flying. Vậy là who hoặc là that ha các bạn. Cái người rồi có chưa bao ha. Rồi thật ra nó giống như câu 4 đó các bạn. Cái người mà về mà cái nhà viết tiểu thuyết viết về những người đó, là cái chữ bao này là đi chung với chữ wrote, là viết về đó các bạn. Wrote about là viết về, là viết về ai? Viết về những cái người đang nói nè. Thầy đọc ha. Những người mà nhà tiểu thuyết viết về họ, thì những người này là công nhân nhà máy và gia đình. Vậy thì ở đây cái chữ bao giống như câu 4 đã thầy nói là đứng kế tục từ đúng không? Đứng đứng kế cái đại từ quan hệ. Và đương nhiên chỉ có who nghe, không có xài that nha các bạn. Giống như đây chỉ có which, không xài that. À. Nó để cái giới từ đằng trước như vậy để nhấn mạnh ha. À, chỉ xài who, nếu là người who thôi, còn vật sẽ là which ha, các bạn không có xài that. Thầy đọc lại ha. Vậy là the people about who, nhà viết kịch viết về, nhà tiểu thuyết viết về, thì đó là các công nhân nhà máy và gia đình của họ. Apparel is a large container. Rồi cái apparel, cái thùng phi đó các bạn. Ừ, cái thùng phi là một cái thùng chứa lớn ha. Rồi cái đằng sau là cái gì các bạn thấy không? Được làm từ gỗ và kim loại. Vậy, đây là câu bị động. À nhưng mà cái đại từ quan hệ lúc này nó vẫn là đối tượng, nó vẫn là chủ từ của câu bị động. Vậy thì nó là chủ từ. À vậy thì mình chủ từ chứ vật đúng không? Vậy chỉ có which hoặc that thôi. Vậy là apparel is a large container, which là đá ha, is made of wood and metal. Rồi, các bạn hiểu rồi ha. Có đáp án đó, các bạn có thể coi lại bên dưới. Rồi này kiểm tra lỗi này chắc làm sao đây. Rồi bài này hay nè các bạn. Phân biệt giữa whose là của đúng không? Whose là của. À nhớ cái pháp này, và who. Cái này who is đó các bạn. Who is. À, hoặc là thậm chí là who has luôn, hoặc là who has luôn ha. Rồi nói chung thì một cái sở hữu, một cái bình thường, đâu các bạn làm thử đi từ 1 cho đến 7 ha. Rồi các bạn cứ bấm file làm đi ha, để thầy chỉnh cái màn hình chút xíu. Các bạn cứ bấm file làm từ 1 tới 7 nha.
Rồi, được chưa các bạn? Rồi, thầy đọc ha. Được, bạn nào làm cứ làm bình thường nha. Rồi, lớp học này dành cho học sinh. Ở đây là có chữ học sinh rồi, cái vế đằng sau nó lại ghi là tiếng Anh cần cải thiện, đúng không? Vậy thì rõ ràng học sinh rồi, đằng sau nó đề cập đến tiếng Anh, một cái danh từ tiếng Anh. Vậy là biết cái danh danh từ này với học sinh là sở hữu, đúng rồi ha. Đọc các bạn hiểu nghĩa là ra hết trơn á. Lớp học này dành cho học sinh mà tiếng Anh của họ, chỉ là whose English, cần phải được cải thiện ha. Câu 2. Perlinda là học sinh. Rồi đằng sau nó là cái gì các bạn? Good đúng không? Good. Tốt ở cả môn toán và ngôn ngữ. Vậy thì có nghĩa là cái chữ tốt ở đây tính từ, vậy thì chỉ đơn giản là học sinh tốt, hai cái này thôi đúng không? Vậy Polinda là học sinh đứa mà tốt ha, who is, tức là who is á. À rồi, nhưng mà rút gọn nha, vậy là who's good in both math and languages, đúng rồi ha. Câu 3 là will the student, cũng tiếp tục là mình có chữ student đúng không? Rồi người. Rồi đằng sau cái ô trống này là cell phone, là điện thoại di động. Vậy là cũng là danh từ giống như English bên trên rồi đó. Rồi nhưng mà tốt nhất là các bạn vẫn phải hiểu nghĩa nha. Học sinh mà cái điện thoại di động của chúng mà reo, đang reo thì vui lòng là tắt nó ha. Vậy là điện thoại di động của học sinh. Whose, câu B ha. Đó, các bạn hiểu rồi đó. Câu 4 thì là một người khách hàng. Rồi cái chữ dissatisfied là không hài lòng đó các bạn. Vậy thì đây cũng là tính từ đúng không? Câu A. Người khách hàng, người mà không hài lòng ha. Who is dissatisfied? Who is dissatisfied? Người khách hàng, cái người mà không hài lòng thì không tốt cho doanh nghiệp ha, cho công ty đó. Rồi người khách hàng, rồi đằng sau là Johnson, là cái đứa con trai nhỏ đúng không? Vậy là cũng là giống như nãy danh từ luôn. Rồi nhưng mà nói gì nói, quan trọng là các bạn nhớ coi nghĩa chính xác nha. Ở đây nó ghi rằng là đứa con trai đang khóc. Rồi vậy thì đây là người khách hàng, cái người con trai của người đó, Who's Johnson mà đang khóc á, thì người khách hàng đó đang cố gắng là làm thoải mái nó, khi mà đây đang nói đứa nhỏ nè. Người khách hàng mà cái đứa con đang khóc á, thì là người đó đã cố gắng là làm cho nó ngừng khóc ha. Cuộc sống là thỉnh thoảng rất là khó khăn cho những cho một đứa nhỏ mà ba mẹ của chúng ly hôn, divorce. Vậy thì đây là câu B ha, whose parents, cha mẹ của chúng. Và bây giờ tôi muốn là giới thiệu cái người đàn ông, người mà sẽ là giống như cái người sếp. Đúng rồi, cái người người general là cái này là giống như là bên làm bên chính phủ đó các bạn. Senator, nghị sĩ đúng không? Này bên 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 chính phủ, thượng nghị sĩ này của bên chủ yếu bên phương Tây, bên Mỹ nè. Người thượng nghị sĩ tiếp theo ha, bên mình thì như bên mình không có nghị sĩ. Vậy thì là going to be thôi, cái này thật ra nó là be going to đó. Who's ha? Để đọc lại.
Và bây giờ tôi muốn giới thiệu người đàn ông, cái người mà sẽ là cái người thượng nghị sĩ tiếp theo ha. Và vợ anh ấy cũng là người luôn. Người vợ này là cái tài sản lớn nhất của anh ấy nè, nó ghi rõ là của anh ấy, tài sản của anh ấy nè, của cái ông là tài sản của ông này nè. Người vợ này là tài sản lớn nhất của ông ấy, vẫn là house ha, về hai cái house rồi đó. Rồi tiếp cái bài tập này nghe các bạn, khoan để coi cần làm không. Rồi. Rồi đúng rồi, cái này bài tập nha các bạn. Thì cái này mình sẽ xài về vấn đề ngữ pháp là whose nha, của nha các bạn. À, nó kêu khoanh tròn rồi ghi cái dấu tên này khỏi ha. Cái này mình không cần làm, mình ghi này luôn. Thầy ví dụ một câu trước nè, cái này có 5 câu thôi cũng ngắn. Bạn có biết người đàn ông mà xe hơi có máy là đậu ở đằng kia hay không? Biết rồi đúng không các bạn? Vậy thì bạn có biết người đàn ông xe hơi có máy đậu ở đằng kia? Yeah, the man whose car is parked over there. Đó, giờ đánh dấu chấm hỏi lại. Đó, các bạn hiểu rồi ha. Làm cho thầy 1 tới 5 đi. Cái này thì vẫn ghi đầy đủ nha.
Rồi ghi ha các bạn. Mà đây học nhẹ nhàng. Do you know the man whose car it was over there? Đúng rồi. Another skin daughter is whose name is đúng rồi. Whose home we visited were very hospitable. Okay. Mrs. Lake is a teacher whose class I enjoy the most. The teacher asked the parent whose children were falling to confer with her. Do you know the man whose car is parked over there and notice skin daughter his name? Đúng rồi. Tính ra nam nam cũng khá mà làm mấy cái bài trong tuần thấy tốt nè. Đây ôm thêm đó. Này là ngữ pháp nền ha. Ở chính xác hơn luôn rồi đó. Nói chung thì bài tập ngữ pháp thì ok. Để thì xíu nha. Choose the correct. Cái cuốn sách mà workbook này là nó chỉ có viết thôi, nó không có bốn kỹ năng. Còn bên sách học kia thì nó bốn kỹ năng luôn. Đó, dành cho các bạn nào ngại nói lấy cái này làm cũng được. Nói chưa phải làm hết nha. Correct the meaning. Để xíu nha. Secretary. À cái này hình như nó bắt nó cho các bạn hiểu nghĩa thôi. À cái này nó xem mình có hiểu đúng nghĩa không nha. Đâu xem các bạn hiểu đúng không nha. Ok này hay nè. Nãy thì tưởng nó kêu ghi từ gì. À đợi xíu để chị tầm đăng ký đúng không. The man whose car is was over there and know the skin. Rồi chính xác. The people who visited were very hospitable. The teacher, the parent, the children will. Rồi đúng rồi. Cái này thì nó sẽ hỏi nghĩa các bạn. Thầy sẽ ví dụ câu 1 này rồi các bạn cứ làm câu dưới ha. Thì cái này các bạn không cần ghi thêm gì đâu mà dạng giống như cái này các bạn chọn giống như là 1 A, B, C gì đó. Rồi. Thầy đọc thử câu này trước nè. Ở đây nó nói rằng là cái người thư ký, à người mà huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi á, thì người đó là đã bị bắt bởi vì đánh cắp thông tin. Nào các bạn đọc kỹ nha. Cái người thư ký, người mà huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi thì người đó đã bị bắt bởi đánh cắp ID. Vậy thì có nghĩa là câu nó hỏi là câu A là có đúng không? Là cái người trợ lý văn phòng là bị bắt đúng không? À hay là cái người thư ký này là còn cái này là người thư ký huấn luyện trợ lý văn phòng, cái này thì người thư ký bị bắt đánh cắp ID thì cái nghĩa nào nó đúng á? Thì cái này thì các bạn nghe là biết cái nào đúng rồi đúng không, nhưng mà các bạn cứ làm đi. Thì ở đây các bạn chỉ cần ghi là một a một, ví dụ như một AB, nếu nó đúng hai câu thì một AB, ví dụ như vậy, một câu thì một A, ví dụ như vậy. Rồi các bạn làm thử đi ha, mình cùng dò luôn, cứ làm đi. Bắt đầu thầy sẽ đọc chung cái này, các bạn dẫn ghi đáp án nha, làm luôn tới câu 7 nha. Ừ. Rồi bắt đầu xong các bạn cứ ghi đáp án bình thường, rồi xong rồi thầy sẽ đọc chung với các bạn cùng dò luôn ha. Cái này dò chung được tại này đánh đánh là một a một b gì à? Rồi cứ làm đi các bạn, từ 1 tới 7 luôn nha, xem các bạn hiểu đúng nghĩa không nha.
Ở ba câu đầu các bạn kéo file, ở đây thì bật không hết.
Rồi, cũng dò ha các bạn. Ta đọc luôn nhé. Nhớ là cái này nó vẫn có thể đúng gì đáp án nha. Thầy đọc lại ở đây là cái người thư ký, à, người mà huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi á, thì người đó đã bị bắt rồi bởi vì đánh cắp thông tin. À. Thì có cái người trợ lý, cái người thư ký, người này huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi. Các bạn đợi xíu nha. Nhớ là nó nhiều nghĩa được nha các bạn chọn con đáp án nè. Cái này chọn được nhiều đáp án nha. Thứ nhất là cái người này huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi, đúng rồi nè. Ở đây nó có mệnh đề quan hệ là cái người thư ký này huấn luyện trợ lý văn phòng của tôi. Có hả? Có thông tin này nha. Đúng rồi. Và câu C cũng đúng luôn. Đó là người thư ký đã bị bắt. Lấy ID. Đây nè. Có thông tin luôn. Thì nó đang hỏi cái nghĩa mà. À, mặc dù ở đây là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho đối tượng này nhưng mà nghĩa nghĩa nó vẫn đúng, đúng rồi, người thư ký này đúng là huấn luyện trợ lý nè, giờ người này cũng bị bắt luôn, vậy là câu B C ha, còn câu A là trợ lý văn phòng bị bắt thì không có đúng. Câu 2, cái người y tá, người mà đưa cho bệnh nhân cái thuốc ha, thuốc của cô ấy thì thường là ít nói hả các bạn, không thường nói nhiều, unusually là không không thường, à, nói nhiều, nói chung là hình như ít nói. Rồi nói chung cái người y tá, người mà đưa thuốc cho bệnh nhân, đưa bệnh nhân cái thuốc của cô ấy á, thì người này là rất là ít nói, người y tá ít nói, đúng rồi, người y tá nó ít nói nha. Và câu C là người bệnh nhân có nhận thuốc, nhận cái thuốc nè. Người y tá, cái người mà đưa cho bệnh nhân thuốc của cô ấy. Thì có nghĩa là đúng là người y tá này đưa cho bệnh nhân thuốc. Vậy bệnh nhân có nhận thuốc ha. Còn đây nó kêu là người bệnh nhân thì thừa ít nói, không phải nha. Nhớ đọc cho kỹ nghĩa. Ở đây nó nói rằng là người y tá, cái người mà đưa thuốc á cho bệnh nhân á, thì người y tá đó à, ít nói. Chứ không phải bệnh nhân ít nói ha. Phải hiểu đúng cái nghĩa, nghĩa của mình là quan hệ với nghĩa của mình là chính luôn. Rồi tài xế taxi, người mà turn in a lost wallet to the police, à, người mà đưa cái ví bị rớt á cho cảnh sát thì đã nhận được phần thưởng lớn. Thầy đọc lại ha. Người tài xế taxi, cái người mà đưa cái ví bị đánh rơi đó các bạn cho cảnh sát thì người đó đã nhận được à, phần thưởng lớn. Vậy thì ở đây nó kêu là gì, người tài xế taxi đánh mất ví có đúng không? Không phải nha, ở đây nó ghi rõ là đưa cái ví bị mất cho cảnh sát nha, à, vậy là ở đây nó kêu là mất ví không đúng nè, người cảnh sát thì nhận phần thưởng cũng không phải luôn, mà là người taxi nhận phần thưởng, đúng rồi. Vậy thì cái này chỉ có một đáp án thôi, câu C ha. Câu 4. Đó, nó xem mình có hiểu đúng nghĩa không. Đây liên quan tới phần dịch luôn. Thì đương nhiên muốn dịch được phải nắm về ngữ pháp. Giáo viên toán, phương pháp của ông ấy bao gồm là ghi nhớ và tập trung vô kỹ năng cơ bản. Thì rất là nổi tiếng với người cha mẹ. À, rất popular, rất là nổi tiếng với người cha mẹ, nghĩa là được phụ huynh biết nhiều đó. Để đọc lại ha. Giáo viên toán, cái người mà phương pháp của máy á, là bao gồm ghi nhớ và tập trung vô kỹ năng cơ bản, thì người này rất là nổi tiếng với người cha mẹ. Vậy thì người cha mẹ thích giáo viên toán, con này đúng rồi. Rất nổi tiếng với người cha mẹ, nghĩa là được người cha mẹ biết nhiều đó. À, giáo viên toán, ba mẹ thích giáo viên toán, con này đúng nha. Người cha mẹ tập trung vô kỹ năng cơ bản, không phải. Kỹ năng cơ bản ở đây nó thuộc thông tin, đó là phương pháp dạy nha. Các bạn đọc kỹ nha.
giáo viên toán mà phương pháp dạy cô ấy thì nó có cái phương pháp đó là nó ghi nè, phương pháp dạy của ông ấy bao gồm là tập trung vô kỹ năng cơ bản. Vậy thì cái thông tin tập trung kỹ năng cơ bản là trong phương pháp dạy nha, chứ không phải là nói là người ba mẹ tập trung kỹ năng cơ bản. Giáo viên toán thì yêu cầu là ghi nhớ. Thì câu này đúng nha các bạn, đúng rồi. Phương pháp dạy cô máy bao gồm việc ghi nhớ mà. Nhỏ hả? Vậy là chắc do cái âm á. Các bạn đợi xíu nha, để thầy chỉnh lại cái micro. Có vấn đề gì cứ nói nha. Nhiều khi do cái micro. Rồi nghe chưa? Có bị nhỏ cứ nói nha. Chứ thầy để sát cái miệng luôn. Còn nhỏ không các bạn ơi? Chút nghe rõ đúng không? Rồi ok, chắc do micro. Để mình chỉnh lại. Rồi, ở đây thì nó nói rằng là giáo viên toán yêu cầu ghi nhớ, đúng rồi, tại phương pháp dạy ông ta có bao gồm việc ghi nhớ mà. Câu này đúng là vậy thì câu AC. Câu số 5. Cái máy tính mà không thể đọc cái tài liệu của bạn á thì máy tính đó có virus à. Máy tính mà cái mà không thể đọc tài liệu của bạn á thì máy tính nó có virus. Vậy thì có nghĩa là máy tính không thể đọc, đầu tiên là máy tính không thể đọc tài liệu, đúng rồi nè. Rồi. Máy tính có virus, đúng luôn. Còn đây nó kêu là tài liệu của bạn có virus, không không có đề cập nha. Ở đây đang nói là máy tính có virus nha. Ừ, tại vì ở đây nó mình sẽ phải cắt ra ha. Đọc cho kỹ nghe, coi chừng các bạn nhiều khi cắt câu không có đúng á, nhìn ghép nó không có đúng. Cái dòng mà nó không thể đọc tài liệu của bạn, đây là mệnh đề quan hệ tập trung vô máy tính. Để giải thích là máy tính, nó giải thích cho máy tính nha, nghĩa là máy tính này không thể đọc cái tài liệu. Rồi cái đây là thuộc mệnh đề quan hệ nha các bạn. That couldn't read your files. Đây thuộc mệnh đề quan hệ thôi. Mà các bạn biết rồi, mệnh đề quan hệ là tập trung vô cái danh từ, nó là bổ nghĩa. Máy tính mà không thể đọc tài liệu của bạn. Rồi bây giờ cái dòng đằng sau đó là có virus, có virus đó. Đây là động từ chính ha. Thì động từ chính đương nhiên là ghép nghĩa chung với cái chủ từ đằng trước. Hay là cái danh từ chính đằng trước cũng được. À, ghép nghĩa với danh từ chính đằng trước. Vậy là máy tính này có virus. Thấy chưa các bạn? Mình phải cắt nghĩa cho đúng nha. Nhớ là mệnh đề quan hệ là nó tập trung vào cái danh từ thôi. À, động từ chính cũng sẽ tập trung vô cái danh từ chính. Nhớ nha. Đó, nhiều khi các bạn không cắt nghĩa đúng rồi, và mình nhìn là cái tài liệu của bạn có virus. Mình cắt nghĩa không đúng là mình nhìn là tài liệu của bạn có virus. Thầy nhắc lại ha, để cho các bạn đọc cho đúng, dù các bạn có làm đúng rồi nhưng mà thầy nhắc nè. Nhớ là mệnh đề quan hệ thì nó sẽ tập trung bổ nghĩa cho cái danh từ. À, danh từ đằng trước. Rồi, cái động từ chính thì cũng kết hợp cái nghĩa chung với danh từ chính đằng trước luôn. Vậy thì mình dịch lại là cái máy tính mà có virus đó, không thể đọc file của bạn đó, thì máy tính đó có virus, đúng rồi. Vậy thì sai, cô C là sai ha, cắt nghĩa không đúng là nó lộn này. Tại mình cũng thấy là có chữ vô files hard virus đó, đọc nhiều khi lộn. Câu số 6. Người bạn của tôi mà chồng của người đó, của cô ấy ha, là một lính cứu hỏa ha, thì đã vô tình là làm cháy một ngọn lửa trong cái bếp của họ. Rồi, thầy đọc lại ha. Một người bạn của tôi, người mà chồng của cô ấy là một lính cứu hỏa đó, thì người bạn đó đã vô tình là làm cháy một ngọn lửa trong cái bếp của họ, à, là bếp của người bạn này chung với chồng đó ha. Vậy thì bạn của tôi là lính cứu hỏa không có đúng nha, chồng mới là lính cứu hỏa. Người bạn của tôi làm cháy ngọn lửa, đúng rồi nè, cái đó các bạn cũng cắt nghĩa cho đúng nha. Thầy đọc lại ha. Một người bạn của tôi
chồng của cô ấy là lính cứu hỏa, thì ở đây là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái đối tượng đằng trước là cái người bạn này. Rồi, và cái động từ chính là accidentally started. Ở đây nói chung là động từ chính đây ha, cũng như vậy kết hợp nghĩa chung với danh từ chính đằng trước là cái người bạn ha. Đó, các bạn phải cắt nghĩa cho đúng. Vậy thì người bạn này mới là làm trái. Bây giờ các bạn, thầy đọc lại ha. Người bạn của tôi, người mà chồng của cô ấy á, lính cứu hỏa đó, thì người đó đã vô tình là làm cháy một lửa trong bếp của họ. Bếp của họ là ý là bếp của cái người bạn và chồng luôn á. Vậy thì người bạn của tôi làm cháy ngọn lửa, đúng rồi. Còn cái lính cứu hỏa làm cháy ngọn lửa là sai ha. Đó, nếu mà các bạn cũng giống như cái bên trên hồi nãy, nếu mà cắt nghĩa không đúng, nhìn ra là người lính cứu hỏa làm cháy một ngọn lửa đó, các bạn thấy chưa, người lính cứu hỏa làm cháy một lửa, nếu mà mình cắt nghĩa không đúng đó. Tính ra bài tập này hay chứ, nó giúp cho các bạn hiểu rõ được cái ngữ pháp để mình cắt nghĩa cho đúng thì mình mới hiểu đúng, mà hiểu đúng thì các bạn vô làm cái cả cái văn viết ha, văn viết là các bạn ghép câu thì các bạn hiểu đúng thì các bạn ghép câu nó mới đúng. Rồi dịch nữa, trong reading đúng không, đương nhiên chắc chắn có mình quan hệ rồi, các bạn phải cắt nghĩa ra các bạn mới hiểu câu. Bài tập này hay chứ, mặc dù nó bắt các bạn ghi nhưng mà nó bắt các bạn hiểu xem đúng không. Rồi câu số 7, câu cuối nha, chắc tới tới câu này là ok nha các bạn. Rồi bác sĩ phẫu thuật ha, the surgeon, cái người mà phẫu thuật mẹ của tôi, thì người đó đang tiến hành phẫu thuật hôm nay luôn, đang trải qua cuộc phẫu thuật hôm nay, nghĩa là đang tiến hành, đang thực hiện cuộc phẫu thuật luôn đó. Đó, cũng một lần nữa cắt nghĩa cho đúng nha, tôi đọc lại. Cái người bác sĩ phẫu thuật nè, người mà đã phẫu thuật mẹ của tôi á, à, đây là mệnh đề quan hệ ha, bổ nghĩa cho người bác sĩ. Để mình biết bác sĩ là người đã phẫu thuật mẹ của tôi á, đây là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái đối tượng bác sĩ. Rồi, tiếp theo là động từ chính. Đương nhiên là kết hợp nghĩa với danh từ chính đằng trước. Vậy thì người này hôm nay đang thực hiện cuộc phẫu thuật. À, trải qua một cuộc phẫu thuật ở đây theo nghĩa chủ động, nghĩa là đang thực hiện phẫu thuật luôn ha. Vậy thì sẽ đọc lại lần nữa đi ha. Cái bác sĩ phẫu thuật, người mà thực hiện phẫu thuật mẹ của tôi á, thì cái chữ mà người thực hiện phẫu thuật mẹ của tôi là mệnh đề quan hệ. Nó bổ nghĩa cho danh từ chính. Ok, vậy thì nó giải thích cho cái danh từ chính này là người phẫu thuật mẹ tôi. Rồi, tiếp theo là động từ chính. Cũng kết hợp nghĩa với danh từ chính đằng trước. Và người này đang thực hiện công phẫu thuật hôm nay, đúng luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì là bác sĩ phẫu thuật đang có cuộc phẫu thuật hôm nay, đúng rồi nè. Mẹ tôi thì đang thực hiện cuộc phẫu thuật hôm nay. Đó, nếu mà mình đọc không kỹ nè. Đó, các bạn cắt nghĩa không đúng thì nó ra là mẹ của tôi đang thực hiện cuộc phẫu thuật, giống giống như mẹ của tôi là bác sĩ đó. Nè, các bạn thấy chưa ha? Đó, các bạn thấy qua những bài tập như vậy các bạn cắt nghĩa và hiểu rõ hơn rồi đó. Nó áp dụng cho cái vấn đề các bạn đọc và viết đó. Rồi. Và mẹ của tôi thì đã having surgery. Và đây là dịch nghĩa lại. Mẹ tôi đã có cuộc phẫu thuật. À, thầy dịch lại ha. Sorry các bạn, thầy dịch lại. Ở đây là trải qua cuộc phẫu thuật là bác sĩ này đang đang bị phẫu thuật ha. Thầy đọc lại ha. Này, tao đọc nhầm. À, thầy đọc lại ha. Cái người bác sĩ, người mà đã thực hiện phẫu thuật cho mẹ tôi, thì người bác sĩ đó hôm nay là đang phải trải qua cuộc phẫu thuật. Này, thầy đọc lộn. Đang phải trải qua cuộc phẫu thuật là đang đang bị phẫu thuật đó các bạn. Vậy thì
Người bác sĩ này đang có cuộc phẫu thuật hôm nay, đang có cuộc phẫu thuật nghĩa là đang đang bị phẫu thuật ha. Câu chưa nào, chữ operate. Cái chữ operate nó có nghĩa là thực hiện nha các bạn. Thực hiện cái gì đó, à, thực hiện điều hành cái gì đó thì cái này mới là chủ động nha. À, thì cái này mới nghĩa là thực hiện cuộc phẫu thuật. Rồi. Vậy thì ở đây là cái người bác sĩ mà đang có cuộc phẫu thuật là đang được phẫu thuật đó, đúng rồi. Và mẹ của tôi thì đã phẫu thuật rồi, đã có cuộc phẫu thuật rồi, nghĩa là đã được phẫu thuật rồi. Đây này nó có cái dòng nè. Nó có giải thích này đó trong cái nghĩa của mệnh đề quan hệ đó. Người bác sĩ, cái người mà đã phẫu thuật cho mẹ tôi. Vậy thì có nghĩa là mẹ tôi đã được phẫu thuật rồi. Vậy là already had surgery. Các bạn thấy là ha. Còn cái câu B là sai ha. Nó sai dành cho các bạn bị cắt nghĩa không đúng nè. Nếu mà không tách ra được cái mệnh đề quan hệ và động từ chính ở đây, giống như hồi nãy thầy dịch đó, à, thì các bạn nhìn vô ghép đây thì rất là dễ lộn là mẹ tôi đang trải qua phẫu thuật. Thấy chưa? Là câu B là câu sai ha. Rồi, các bạn hiểu rồi đúng không? Nhớ nha. Thầy nhắc lại lần nữa, mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ chính và động từ chính cũng bổ nghĩa cho danh từ chính, thì tất cả sẽ tập trung vô cái danh từ chính này. À không, thầy sorry các bạn. Động từ chính sẽ kết hợp nghĩa với danh từ chính thì các bạn phải cắt nghĩa cho nó đúng chứ. Thầy đọc lại ha. Mệnh đề quan hệ nhớ luôn để mốt mình đọc mình dịch cho nó đúng. Mệnh đề quan hệ thì bổ nghĩa cho danh từ chính là nó tập trung vô danh từ chính này. Rồi. Còn động từ chính thì sẽ kết hợp nghĩa với danh từ chính để tạo ra một cái câu ha, cái câu hoàn chỉnh. Và câu này thầy đọc lại. Cái người bác sĩ, người mà đã phẫu thuật cho mẹ tôi. Vậy thì mệnh đề quan hệ này nó tập trung nghĩa vô cái người bác sĩ này. Người bác sĩ, cái người đã phẫu thuật cho mẹ tôi. À. Đó, người đã phẫu thuật cho mẹ tôi, bác sĩ này, tập trung nghĩa vô người này ha. Thì người bác sĩ này đang phải trải qua cuộc phẫu thuật hôm nay. Kết hợp nghĩa ha. Thì cái động từ chính là đang trải qua cuộc phẫu thuật hôm nay, kết hợp nghĩa với danh từ chính là bác sĩ. Nghĩa là bác sĩ này đang được phẫu thuật hôm nay. Đó các bạn thấy chưa ha. Rồi thôi tới đây ha các bạn. Yeah. Làm chút xíu chứ nó nhanh lắm. Một tiếng bốn bốn mấy phút luôn. Rồi ngày mai mình tiếp tục ha. Ngày mai tiếp tục ngữ pháp mới. Nhưng mà bạn nào trống rảnh thì cứ làm tới bên dưới còn một đống bài để mình làm. Còn nhiều lắm nha. Nói chung là tất cả những ngữ pháp này chắc chắn sẽ được lặp đi lặp lại qua các bài. Nhất là nói và viết thường được lặp đi lặp lại những ngữ pháp mình đã học á. Và lặp lại thì đương nhiên thầy sẽ ôn và gì nữa. Cho các tuy ôn một lý thuyết nhưng mà sẽ là làm bài tập khác tại nó nhiều lắm nha các bạn. Cuốn này thì chắc còn mấy cuốn nữa, mấy trăm bài tập, cả ngàn bài tập luôn á. Rồi thôi tới đây hả các bạn, xong rồi đó. Chào các bạn.